ngon. Em chưa bao giờ xin ra. Em là gần anh là con gái. Em bên thật xíu. Sao anh cứ đi tay tay? Sao anh cứ mất vẫn trong đời em mãi thế? Và xin chào mọi người, mình là Kara. Và mình là No Way. Và hôm nay bọn mình đến với chương trình Sao Hát. Hát sao? Với ca khúc mới nhất của mình có tên là This Way. Bắt đầu. Tiếp cho tôi. Mình nhìn nhau hơi bị lâu, mình nhìn đôi mắt một câu, làm nhịp tim hơi bị đau. Từ lâu không gặp ai, mà gặp được anh đêm dài. Biết ngay mà. Chẳng biết từ đâu, hai cục năm trăm gặp nhau. Một điều gì rất đậm sâu, một chàng hai ta vào nhau. Chỉ cần người nói một câu, vậy là xong luôn. No, no, no. Em chót yêu rồi. Sao anh cứ đi loanh quanh? Sao anh cứ vẫn giữ chân để em lại thế? Như anh rất quên đôi về. Cho em nắm tay, anh thôi là thương anh nhé. Cười phải cười. Không ai phải cười. Anh nhau là duyên. Một người đàn qua anh nhìn. Cảm thấy anh nâng lâu. Và nhẹ nhàng nói một câu. Anh ơi. Lối này. Em mời lúc nào đấy? Sao anh cứ đi tay quanh?